Nhìn vào loạt ô tô Trung Quốc được ra mắt khách Việt trong năm 2023, có thể thấy giá đã không còn rẻ. Nhiều model được chốt giá bán ngang với các đối thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc. Tuy nhiên, phần đông người dùng vẫn còn e ngại với chất lượng của các dòng xe có xuất xứ từ thị trường này do những trải nghiệm không tốt trong quá khứ. Bên cạnh đó, khách Việt vẫn có xu hướng mua xe theo số đông, những vấn đề liên quan đến chất lượng, chi phí bảo dưỡng, lỗi đã được người đi trước kiểm nghiệm. Do đó, nhiều mẫu ô tô Trung Quốc liên tục được giảm giá kể từ khi ra mắt nhằm thu hút sự quan tâm của khách Việt, ví dụ như một số sản phẩm dưới đây. 1. MG 5 Kể từ khi được mở bán tại Việt Nam vào cuối tháng 9 năm 2023, MG 5 liên tục giảm giá tại đại lý. Hiện tại, mức ưu đãi của model này dao động trong khoảng 100 đến 120 triệu tại nhiều showroom, nhưng cá biệt, một cơ sở tại Hà Nội áp dụng mức giảm 140 đến 180 triệu cho ZX5. Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết Bản STD của MG ZX5 được giảm 140 triệu thuộc lô hàng mới, hạ giá còn 599 triệu. Trong khi đó, bản Lux cao cấp được giảm 180 triệu nhưng thuộc lô cũ, hạ còn 649 triệu. MG ZX5 nằm ở phân khúc SUV cỡ C, đang cạnh tranh nảy lửa với những sản phẩm dẫn đầu như Mazda CX5 giá 759 đến 999 triệu và Hyundai Tucson giá 799 đến 959 triệu. Nếu bán đúng giá niêm yết 739 đến 829 triệu thì gx 5 sẽ khó cạnh tranh, do trang bị an toàn chỉ nằm ở mức cơ bản, không có ADAS. Sau khi giảm, giá bán thực tế của MG X5 chỉ ngang một số mẫu SUV hạng B, như Hyundai Creta từ 640 triệu hay Toyota Yaris Cross từ 650 triệu. 2. Hai Ma 7X Chỉ một tháng sau khi được ra mắt chính thức, Hai Ma 7X đã có ưu đãi lên tới hơn 150 triệu tại đại lý. Nhân viên tư vấn bán hàng cho hay, mẫu MPV đến từ Trung Quốc này đang có giá bán thực tế là 750 triệu đồng, sau khi trừ trực tiếp 100 triệu và 15 triệu quy đổi từ vốt chưa bảo dưỡng 3 năm tặng kèm. Ngoài ra, người dùng mua xe tại thời điểm này còn được tặng vốt chơ 1 năm sửa chữa và chăm sóc xe trị giá 36 triệu. Nếu bán đúng giá niêm yết 865 triệu thì hai Ma 7X sẽ khó cạnh tranh, bởi Hyundai Casting đang có giá thực tế khởi điểm từ 835 triệu, sau khi trừ đi các ưu đãi của đại lý mẫu xe Hàn Quốc đang có sức tiêu thụ tốt nhất phân hạng này, bán được 1662 xe trong 3 tháng cuối năm 2023, bỏ xa Toyota Innova Cross được giới thiệu vào tháng 10 bán 529 chiếc. 3. Havan H6 HEV. Kể từ khi ra mắt Việt Nam vào đầu tháng 8, Havan H6 HEV liên tục được giảm giá để thu hút sự quan tâm của khách Việt. Mức ưu đãi nâng dần theo thời gian, từ 30 triệu lên tới đỉnh điểm là 244 triệu. Mới đây, model này đã được nhà phân phối điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất, giảm 110 triệu, từ 1 tỷ lẻ 96 triệu xuống còn 986 triệu. Tuy nhiên, khách mua xe tại thời điểm này còn được giảm thêm 100 triệu, giá bán thực tế của H6 HEV tại đại lý là 886 triệu. Tương tự MG ZX5, mẫu Havan H6 HEV cũng nằm ở phân khúc CSUV. Xe chỉ có duy nhất phiên bản hybrid với nhiều tính năng tiện nghi và an toàn hiện đại. Tuy nhiên, do yếu tố thương hiệu mới và giá niêm yết cao, H6HEV chưa thực sự trở thành lựa chọn phổ biến của khách Việt. 4. Huling Mini EV dù sở hữu vị thế là ô tô rẻ nhất Việt Nam và được miễn 100% lệ phí trước bạ do là xe thuần điện, Huling Mini F vẫn cần tới chương trình khuyến mại giảm giá để hút khách. Model này đang được giảm 40 triệu đồng ở tất cả các phiên bản, giá bán thực tế dao động trong khoảng 199-239 triệu. Phần đông khách Việt cho rằng giá niêm yết của Huling Mini EV quá cao, so với những trang bị đi kèm bản tiêu chuẩn không có túi khí. Với tầm tiền 280 triệu, người dùng có các lựa chọn xe xăng đã qua sử dụng, như VinFast Fadil Base 2022 Kia Morning AT 2020. Bên cạnh đó, TMT Moto chưa phát triển hệ thống chạm sạc công cộng. Người dùng Huling Mini EV sẽ phụ thuộc vào việc sạc điện tại nhà, và với hạ tầng chen trúc ở các thành phố lớn, không phải ai cũng có không gian đánh xe vào nhà kể cả khi model này có thiết kế nhỏ gọn phù hợp với ngõ ngách